Xin chào toàn thể anh em, ngày hôm nay thì công ty Cầu Bịp phải làm một cái video để giới thiệu đến anh em cái sản phẩm mới nhất của hãng hiện nay, đó là kính mỹ nhìn xuyên bài 12D. Đây là cái sản phẩm mới nhất hiện nay luôn, với cái công nghệ sản xuất mới giúp kính đeo êm mắt này, không đau mắt và không cọt mắt, thời gian sử dụng đến 3 năm và thời gian đeo thì là tùy mắt anh em, nhưng có đeo ít nhất cũng phải được 15 đến 17 tiếng đấy. Thì bên cấu tạo bên trong kính này, nó sẽ có hai lọ thủy tinh đựng hai mắt kính này, không phân biệt trái phải đấy, và đây là cái bộ dụng cụ giúp anh em đeo dễ dàng hơn này. Có cái lọ là vàng này, cái vàng này thì khi anh em đi chơi xa anh em đeo để túi quần nhá, để túi quần thì tránh làm vỡ, em để lọ thủy tinh rất nguy hiểm, để túi quần này để đi chơi xa, còn khi về mình lại để vào lọ thủy tinh này, và cây đeo này, gương giúp anh em đeo dễ dàng hơn này. Đấy, đây là cái cấu tạo của cái kính mỹ nhìn xuyên bài 12D, một trong những cái sản phẩm công nghệ mới nhất hiện nay luôn. Thì để chơi bộ môn này, anh em cần những bộ bài kèm theo. Bài thường ngoài chợ là không thể nhìn thấy, bài là do nhà chúng tôi xử lý rồi. Thì bên nhà mình có rất nhiều loại bài, từ bài xanh 2K này, bài phổ thông này, bài tích giác này, bài rồng xanh, rồng đỏ, rồng vàng. Còn các bạn ở nước ngoài thì bên nhà mình có sẽ có cái mẫu bài cho các bạn chơi, các bạn phải đặt làm theo yêu cầu mẫu bài. Thì bên sẽ lấy cái kính thử ra để đeo vào kính xem nhìn bài như nào đấy, và mình sẽ lấy cái kính 12D này bên trong cái lọ ra cho các bạn xem trước này, về cái độ hoàn thiện của nó và độ sắc nét của nó như nào nhá. Đây, khi anh em lấy kính ra, anh em sử dụng cái tăm bông này nhá, cái tăm bông máy tai này để làm gì? Để nó tránh trường hợp làm rách kính và xước kính. Đấy, anh em nên dùng cái tăm bông này nhá. Đây, anh em nhìn qua này, nhìn qua cái mắt kính 12D này, siêu mỏng, siêu nét luôn. Đấy, và độ hoàn thiện của nó là tuyệt đối nhá, đeo vào mắt là êm mắt, không đau mắt, không cọn mắt. Đấy, nhiều anh em hỏi là nhìn tím như này thôi thì đeo vào mắt người đối diện có nhìn phát hiện ra không? Mình khẳng định luôn này, không thể phát hiện ra nhá. Nếu phát hiện ra mình cho luôn kính khỏi bán luôn nhá. Đấy, không chơi anh em đeo để vào cái lọ bảo quản này. Đấy, thì bây giờ mình sẽ đeo cái kính thử vào cái mắt camera để mà cho anh em nhìn, khi nhìn bài sẽ nhìn như nào nhá. Anh em hình dung ra này. Còn khi đeo mắt trực tiếp bằng cái kính này thì nó sẽ là rõ gấp 10 lần so với kính thử luôn nhá. Đấy, đây là những cái bộ bài nước bạc ca đã được xử lý qua công nghệ này. Đây, sẽ để ra đây cho anh em dễ nhìn này. Và đặc biệt cái bài này nó có thể phân biệt được chất anh em nhé. Đây, thì mình sẽ đưa cái kính thử của mắt camera này. Đây là cái kính thử này. Đấy, em nhìn thấy chưa, rất là rõ nét luôn nhá. Khi chơi bài mà những em nhìn thấy bài như bài ngửa này là rất là hiệu quả luôn, trong tất cả các môn bài, ví dụ chơi liêng hay là chơi bài cào hay chơi bất kỳ cái gì luôn là đều rất hiệu quả luôn. Đấy, thì cửa hàng mình có hai cửa hàng, một ở Hà Nội, hai Sài Gòn. Em gần đâu thì qua đó để test hàng, còn ở xa thì mình sẽ hỗ trợ được, gửi được bưu điện, đường xe đò. Đấy, thì anh em lưu ý cho mình này, cái kính thử này khi đeo vào camera thì không thể nào mà led được bằng cái kính 12D, anh em đeo trực tiếp vào mắt. Đấy, đấy là một cái lưu ý. Đánh bài là anh em đánh bài bịp mà anh em nhìn bài như bài ngửa là chiến thắng 100%. Đấy, anh em có nhu cầu mua hàng alo cái số điện thoại trên màn hình của mình nhé. Xin chào tất cả các bạn, ngày hôm nay thì bên công ty máy đánh bài bịp CVK này làm cái video để giới thiệu đến các bạn những cái sản phẩm máy đánh bài bịp mới của hãng. Thì trên trước mặt các bạn đây là những cái dòng máy đánh bài vừa được chúng tôi sản xuất và nâng cấp những phần mềm này và hệ thống camera giúp con máy đánh bài báo nhanh hơn. Đấy, và đọc bài là chuẩn xác hơn, chính xác tuyệt đối 100%. Thì giới thiệu trước mặt các bạn đây là con máy đánh bài CVK ngụy trang một con trên một con Samsung. Con này thì giá tầm trung các bạn nhé.
Con này là CVK680S, được ngụy trang trên nền một chiếc iPhone 8 Plus. Đây là CVK700. Đấy. Cũng ngụy trang trên nền một chiếc iPhone. Và đặc biệt có hai con máy đánh bài CVK800 và CVK900 là ngụy trang trên nền một con iPhone 13. Đấy, rất đẹp luôn. Máy rất là đẹp, CVK800 các bạn nhé. CVK800 và CVK900. Đây là hai mẫu đánh bài là tích hợp công nghệ cao cấp nhất. Thì để chơi một môn này thì các bạn cần luồn bộ bài mà, cái bộ bài mã vạch. Thì đây là những cái bộ bài mã vạch này, nó giống bài bình thường. Chỗ các bạn chơi cái bài gì bên nhà tôi đều có để cung cấp cho các bạn. Đấy. Thì để không làm mất thời gian của bạn, tôi sẽ đi vào tôi đánh cho các bạn những để các bạn thấy cái độ hiệu quả của cái máy này nhá. Và tốc độ báo bài của nó như nào. Nói qua về cái ưu điểm của con máy đánh bài CVK800 và CVK900 này thì thiết kế của nó rất là đẹp, cứng cáp và tầm quét của nó rất rộng và xa. Đấy, và nhanh. Đấy là những cái ưu điểm. Tôi sẽ test cho các bạn cái môn bài liêng của CVK900 nhé. Thì khi chơi thì các bạn sử dụng cái tai nghe Bluetooth không dây siêu nhỏ này, các bạn cho vào nhĩ tai. Đấy. Thế còn bình thường thì tôi test thì tôi để ra ngoài luôn. Mặc định khi các bạn cài đặt máy thì tự động sẽ kết nối tai nghe và không phát âm thanh trừ khi để cố tình để ra ngoài. Đấy, các bạn không lo là đang ngấy nó lại nói nhá. Tôi đánh thử môn liêng, tôi để cho là báo một nhà lớn nhất. Đây bài đây, đặt thế này. Máy báo 1 đấy các bạn, đặt ra là báo thôi. Máy báo 1. Đây. 4 điểm thôi nhưng mà nhất nhá. Đấy. Nhà số 2 này thì có 2 điểm này. Nhà số 3 này 1 điểm này. Nhà số 4 3 điểm này. Đấy, trong quá trình chơi các bạn phải tăng giảm người chơi ở đây. Đấy. Đấy là tốc độ của con máy CVK900. Bài thì đặt ngang dọc không quan trọng. Đấy, cắt đi để báo này. Đấy, rất nhanh. Đây là con CVK900 này. Vừa rồi là tôi vừa chơi thử một chỗ cho các bạn môn liêng. Cái con này thì có thể chơi tất cả các môn bài nhà Việt Nam nhé. Ngoài Bắc chơi 3 cây này, liêng sâm phẩm này, chắn này. Trong miền Nam chơi bài cào, binh thực xám, binh Ấn Độ, gờ, hâm năm ná và biểu. Thì đây là con máy đánh bài CVK800. Tất cả nó còn đều nguyên siêu này nhé. Đấy, mới đét 100%. Tôi sẽ test cho các bạn môn 3 cây. Thì tất cả chơi thì các bạn cài đặt thì nó đơn giản, không có gì cả. Tôi để 4 người chơi chế độ ra ngoài môn bài 3 cây. Thì đánh 3 cây thì lại phải bỏ lọc. 9 ăn à, 9 nhịn 10 ăn, môn bài 3 cây là như vậy. Với cái máy này anh em chưa được binh sập xám này, binh Ấn Độ và bài cào nhé. Ở miền Nam hay chơi những các môn đấy. Tôi để 4 người chơi. Đó. Máy báo 1 thì các bạn bỏ đi một lá. Đấy, nhất 1 chia 1. Đấy. Thì chơi 3 cây thì bốc thì mình bốc cái như là mình nhất. Cái đây là 9 điểm này. Đấy. Mình tính cái như bình thường. Đây cũng 9 nhưng mà 9 nhỏ hơn. Đấy, 9 có 2 rô thôi. Đây của nó là 6 rô cơ. Đấy. Đây là 8 điểm. Đấy bạn thấy không? Báo rất nhanh luôn.
tôi test thêm các bạn một liêng của máy con máy này. Liêng thì tôi để báo chế độ hai người đi, hai nhà lớn nhất nhé, vẫn để bốn nhà chơi cho nó dễ chơi. Để liêng thì lại chơi cả bộ cả người luôn, đặt 4-2 này, cắt đi này, đấy chưa, 2-3 nhá, mình sẽ tính là 2-3 này, cái thứ hai cắt đi ạ. Và khi tôi nhân bài lên thì nó lại chia một con bài nó khác và nó quét vào. Thì mình tính cái thứ 2-3. Đấy. Quán nhìn qua này, rất chuẩn luôn nha. 2 là 7 này. Đấy. 3 là 6 này. 5 này. Đấy. Để cháo đều thêm một chút nữa cho nó đi bớt người. Test thêm cho các bạn vài nữa đây. Thì khi các bạn chơi ạ, thì các bạn kết nối với tai nghe nó sẽ không báo cái này nhá. Các bạn lưu ý như vậy, không phải lo nó nói này đâu. 1-4. Một liêng nhá, 1-4. Thế đây. Máy báo 1 thì là liêng rồi này, 2-3-4 này. 4 này. 4 là 7 điểm này. Đấy. Những nhà còn lại này. Không có gì này. Thế đấy là con máy đánh bài CVK 800. Vậy chúng ta sẽ chuyển căn sang con CVK 700. Đây con CVK 700 này tôi sẽ đánh cái môn bài cào đi. Bài cào miền Nam. Để 4 người chơi và báo một nhà lớn nhất. Đặt đây. Đây hiện giờ đang kết nối vào tai nghe, tôi sẽ mở vào chế độ ra ngoài. Đó. Đó. Đây là một con máy bài CVK 700 đánh bài cào. Máy báo 1 chắc chắn là một nhà số 1 lớn nhất rồi. Đấy. Nhà số 1 này, 6 điểm này, lớn nhất này. Đấy, những nhà còn lại này không có gì luôn. Thì với cái máy đánh bài, riêng về máy đánh bài báo nó không bao giờ có thể sai được. Đấy, chỉ nó hơn nhau ở cái tầm quét bài, đấy, tầm rộng này và tốc độ. Chứ còn máy báo nó không bao giờ sai nha các bạn nhé. Đặt là báo ngang dọc quan trọng.